Chuyển sang phần tin quốc tế. Toàn bộ thi thể của 118 nạn nhân vụ rơi máy bay ở Mali sẽ được đưa về Pháp. Đó là cam kết của Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra vào hôm ngày 26 tháng 7 trong buổi gặp gỡ gia đình các nạn nhân vụ rơi máy bay ở thủ đô Paris. Ngoài ra, Pháp cũng tuyên bố để 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Tại buổi gặp gỡ gia đình các nạn nhân là người Pháp, bên cạnh cam kết sẽ đưa toàn bộ thi thể các nạn nhân về Pháp, Tổng thống Hollande cho biết chính phủ Pháp sẽ làm hết sức để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như hỗ trợ tối đa gia đình các nạn nhân để họ có thể đến nơi xảy ra vụ rơi máy bay để tưởng niệm người thân của mình. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là xác định các thi thể nạn nhân và mang về Pháp. Tôi vừa quyết định đối với các đội có mặt tại hiện trường vụ tai nạn là cần phải ưu tiên tìm kiếm các thi thể. Tôi cam kết sẽ đưa toàn bộ thi thể hành khách về Pháp. Hiện các binh sĩ Pháp đang đảm bảo an ninh tại hiện trường vụ rơi máy bay. Tổng thống Pháp cũng ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ trên khắp cả nước treo cờ rủ trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 7, để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Trong một diễn biến khác, hôm qua, nhật báo Ekrup của Algeria đưa tin, ít nhất 33 quân nhân Pháp, gồm 3 quan chức tình báo cấp cao và một thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah nằm trong số 118 hành khách có mặt trên chuyến bay AH-5017 bị rơi ở Mali. Thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah, người được cho là đã cải trang thành một thương nhân, mang hộ chiếu quốc tịch Liban.